Sở hữu một không gian mộc mạc, gần gũi, Linh Mục Quán thực sự là điểm đến thích hợp cho những bữa ăn của thực khách, là nơi lý tưởng để tổ chức sinh nhật, tiệc liên hoan, tụ tập bạn bè hoặc đơn giản là đi ăn cùng người thân. Với bí quyết, kinh doanh vốn là lĩnh vực đơn giản nhưng không hề dễ dàng. Để có một ý tưởng kinh doanh thành hiện thực đã khó, tìm được chỗ đứng trong lòng khách hàng càng khó hơn. Linh Mục Quán mang đến cho khách hàng các món ăn độc, lạ, ngon. Ngon hay không tùy khẩu vị, nhưng sạch là cam kết của chúng tôi, là câu slogan thể hiện sứ mệnh, hướng đi mà Huynh Mở Quán đã chọn lựa, nhằm mang đến cho khách hàng những gì tuyệt vời nhất và đúng nghĩa nhất về ẩm thực. Bên cạnh đó, Huynh Mở Quán luôn có sẵn những món ăn đặc trưng theo mùa. Mùa đông, các món lẩu được ưa chuộng, quán nổi tiếng với lẩu gà phay và lẩu cua là những món ăn bạn không thể bỏ qua khi đến với Huynh Mở Quán. Mùa hè, thực khách có thể thưởng thức bia hơi, dùng kèm món nhậu. Mồi nhậu cùng bia vô cùng đa dạng, bất kể các món luộc, món tái hay món xào. Không gian thoáng mát, các món ăn hấp dẫn, đậm chất sân quê, cùng cách phục vụ chu đáo và thân thiện, tạo sự thoải mái nhất cho khách hàng khi đến đây. Huynh Mở Quán chính là một địa điểm lý tưởng và là sự lựa chọn tuyệt vời của khách hàng.